Hello tất cả các bạn, An đã quay trở lại với các bạn nè. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel của An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì hôm nay là ngày thứ 6 rồi, An chúc tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú có một cái weekend thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì như các bạn, các anh chị, các cô chú cũng biết đó, là ở trên White House, Thượng viện, Hạ viện, người ta đã quay trở lại làm việc hôm thứ hai tuần này rồi. Nên là trong một cái tuần lễ này có rất là nhiều những cái thông tin mới, rất là nhiều những cái dự luật, rất là nhiều những cái vấn đề mới được chia sẻ trong cái tuần này. Thì hôm nay á, em muốn tổng kết lại những cái thông tin mà nổi bật nhất trong cái tuần lễ vừa qua về cái gói hỗ trợ lần thứ hai này, để các anh chị, các cô chú như là các bạn ở đây á, là mình có được những cái khái niệm và mình biết được có là ở trên Thượng viện, Hạ viện người ta đang bàn luận về cái gì, là và người ta đang xem xét về những cái vấn đề gì nha. Thì có ba cái vấn đề chính đó mà được ưu tiên và cũng như là được nói rất là nhiều trên các phương tiện báo chí, truyền thông, YouTube trong thời gian vừa qua. Thứ nhất đó là payroll taxes, thứ hai nữa đó là cái tiền gia hạn unemployment insurance, và cái thứ ba nữa đương nhiên là cái vấn đề mà cái similar check lần thứ hai liệu và có hay không, mà cái số tiền là bao nhiêu. Thì các bạn, các anh chị, các cô chú cùng theo dõi cái video này của với An nha. Thì cái vấn đề đầu tiên đó là payroll taxes, thì An đã có chia sẻ trong một số những cái video trước rồi. Thì cái payroll taxes này được Tổng thống Donald Trump rất là support, rất là ủng hộ luôn. Và Tổng thống đã có một lần đó là lên báo chí trả lời phỏng vấn đó là nếu như á mà trong cái gói hỗ trợ lần thứ hai này không có cái payroll taxes á, thì sẽ không có ký tên. Và payroll taxes này nó cũng giống như là một cái similar check vậy đó, dành cho tất cả mọi người dân đi làm. Tại vì nếu như mà các bạn để ý là đặc biệt là những bạn nào mà lãnh W2 á, thì mỗi cái paycheck các bạn lãnh ra ngoài tiền federal income tax các bạn phải đóng, thì mình còn bị trừ thêm social security và Medicare nữa. Social security là giống như mình đóng bây giờ để mà khi mà sau này mình về hưu á, 62 tuổi thì mình lấy tiền hưu non, 66 tuổi hay 67 tuổi thì mình lấy full hưu toàn phần. Thì Medicare thì các bạn đóng bây giờ, khi mà các bạn 65 tuổi các bạn về hưu thì các bạn sẽ đều có cái bảo hiểm sức khỏe cho mình khi mà mình về già. Thì hai cái này cộng lại là cỡ khoảng 7 mấy%. Thì nếu như mà cái payroll taxes được thông qua thì nó giống như là một cái bonus dành cho những ai mà người ta đi làm. Tại vì trên mỗi cái paycheck đó, bây giờ người ta sẽ nhận thêm được cỡ khoảng 7.5% hay là 7 mấy% nữa. Thì có thể ở thời điểm hiện tại nó là một số tiền ít, nhưng mà nếu mà người ta gia hạn từ đây tới cuối năm hoặc là tới nguyên năm sau nữa, nếu mà cộng dồn lại từng cái paycheck á, thì cuối cùng ra thì các bạn sẽ có được một cái số tiền similar check rất là nhiều luôn cho cái dự luật payroll taxes này. Nhưng mà hiện tại á, ngày hôm qua có một người đại diện ở trên Nhà Trắng người ta đã chia sẻ là 90% cái payroll taxes nó sẽ không được bỏ vô cái gói hỗ trợ lần thứ hai đợt này. Tại vì cái payroll taxes á, là giống như An nói ở trên, nó cần phải có một cái thời gian dài các bạn cộng vô thì các bạn mới thấy là cái số tiền nhiều. Còn nếu mà trong một cái thời gian ngắn thôi á, thì thật ra cái số tiền mỗi một cái paycheck các bạn lãnh thêm được mấy chục đồng thì nó cũng không có giúp ích được quá nhiều trong cái thời điểm hiện tại. Và cái thứ hai nữa là cái payroll taxes này nó chỉ giúp ích được cho những ai đi làm thôi, những ai mà ở nhà hưởng tiền thất nghiệp, tại vì cái tiểu bang người ta đóng hay là người ta bị lay off á, thì sẽ không có được hưởng lợi ích từ cái chương trình này. Hoặc là những ai ở nhà ăn tiền bệnh, tiền hưu nè, cũng không có hưởng lợi ích nhiều được chương trình này. Hoặc là những bạn nào đi làm 1099 á, thì mỗi cái paycheck các bạn lãnh ra cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là có thể khi mà các bạn đi khai thuế cuối năm á, thì cái thuế của các bạn nó sẽ được giảm xuống một chút xíu thôi, chứ còn không có giúp ích được cho người dân trong cái thời điểm hiện tại. Nên là cái payroll taxes không có được Thượng viện người ta quá chú trọng ở trên thời điểm hiện tại. Thì có thể là sau khi mà cái similar check, sau khi mà cái gói hỗ trợ lần thứ hai này xong xuôi hết rồi á, bắt đầu qua tháng 9 á, thì người ta sẽ bàn thảo kỹ hơn về cái payroll taxes, nhưng mà tại thời điểm hiện tại là sẽ không có trong cái gói hỗ trợ lần thứ hai này.
Cái vấn đề thứ hai nữa mà rất là nhiều người quan tâm, An cũng là một trong số đó. Tại vì tính ra là tới ngày hôm nay là tháng 7, ngày 24 tây á, là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của cái tiền thất nghiệp mà 600 đô mỗi một tuần của liên bang người ta cho là kết thúc rồi. Tức là sau ngày mai á, thì mỗi tuần sau khi mà mình certify á, mình sẽ không có nhận được cái tiền 600 đô này nữa, trừ khi nào á, là ngày mai sẽ được gia hạn ra, hoặc là người ta phải thông qua cái gói hỗ trợ lần thứ hai và sẽ có những cái số tiền khác, thì lúc đó mình mới được thêm thôi. Còn nếu như mà tính tới thời điểm hiện tại là sau ngày mai á, thì các bạn chỉ được nhận tiền thất nghiệp của tiểu bang mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo lắng, tại vì một tin rất là vui là Thượng viện, Hạ viện cũng như là Tổng thống Donald Trump đều thống nhất ý kiến với nhau là sẽ phải gia hạn cái tiền thất nghiệp của liên bang ra ngoài tiền của tiểu bang. Tại vì hiện tại cái số case nhiễm rất là nhiều luôn, và một số tiểu bang người ta bắt đầu người ta đóng cửa trở lại rồi, thì rất là cần cái sự trợ giúp từ cái tiền thất nghiệp của liên bang ngoài cái tiền thất nghiệp của tiểu bang. Nhưng mà cái số tiền là bao nhiêu thì đây là một cái vấn đề tranh cãi, không những là tranh cãi giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, mà ngay cả trong nội bộ của đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện người ta cũng tranh cãi với nhau. Thì hiện tại theo em biết là có hai cái trường phái ở trên đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện. Một cái trường phái là người ta chỉ muốn cho 100 đô một tuần thôi. Một cái trường phái tiếp theo là người ta muốn cho một cái số tiền mà làm sao mà khi mà cộng thêm vô với cái số tiền của tiểu bang nữa, cộng với cái số tiền của liên bang á, thì chỉ bằng 70% lương của tất cả mọi người công nhân ở trên nước Mỹ đi làm thôi. Thì cái nhóm mà người ta muốn cho 70% lương của một người công nhân đi làm á, thì người ta đã đưa ra cái research ở Đại học Harvard á, là cái số tiền ở mỗi tiểu bang sẽ dao động tùy thuộc vô cái mức sống, nhưng mà cái số tiền người ta muốn cho là dao động từ khoảng 181 đồng cho tới 310 đồng. Tại vì các bạn cũng biết á, tuy là nước Mỹ nhưng mà các bạn sống ở từng tiểu bang khác nhau, cái mức chi phí khác nhau á, thì cái người công nhân người ta đi làm cũng sẽ có những cái mức lương khác nhau. Thì cái nhóm mà muốn cho 70% cái lương đi làm á, thì người ta muốn cho dao động từ khoảng 181 đồng cho tới 310 đồng. Một cái nhóm khác á, là người ta chỉ muốn cho 100 đô một tuần thôi. Tính ra một tháng là các bạn chỉ được cho thêm 400 đô thôi. Và em biết được là cái thông tin mà cho 400 đô một tuần này nè, được rất là nhiều người chia sẻ luôn, cả trên báo chí và cả trên YouTube rất là nhiều. Thì có rất là nhiều bạn hoang mang, nhưng mà em muốn chia sẻ một cái thông tin này để cho các bạn có thể yên tâm hơn và các bạn bớt hoang mang. Nếu mà các anh chị, các bạn nào hoặc là các cô chú đã từng sống ở Việt Nam á, thì cũng biết á, là hồi mình đi chợ ở Việt Nam á, mình phải trả giá rất là nhiều. Tại vì Việt Nam á, hay nói thách, nhiều khi cái giá mà người ta nói ra thách để cho cái người muốn mua người ta phải trả xuống. Và một khi mà mình muốn mua cái đồ nào đó, em nhớ hồi đó đi chợ với mẹ là ví dụ mình thích cái món đồ đó, mình cũng phải nói là mình không thích, rồi mình chê cái này, mình chê cái kia, sau đó mình mới trả một cái giá thấp xuống, rồi cái người bán tự động người ta hạ xuống, thì cuối cùng á mình sẽ mua được cái món đồ nó rẻ hơn là cái giá mà người ta đưa ra rất là nhiều. Thì cái trường hợp này cũng là như vậy thôi, chỉ có điều là đây là trò chơi của những cái người làm chính trị, nhưng mà cái hình thức thì nó cũng giống như vậy. Tại vì bên đảng Dân Chủ á, thì người ta mong muốn là cái số tiền mà thất nghiệp 600 đô này á, sẽ được gia hạn ra cho tới tháng 1 ngày 31 tây năm sau. Là người ta muốn là 600 đô. Thì đảng Cộng Hòa khi mà người ta cần ngồi xuống, người ta đàm phán với lại bên đảng Dân Chủ, thì người ta sẽ phải giống như là phải thể hiện thái độ là ồ chê cái này chê cái kia. Thì người ta sẽ phải nói là ồ người ta không muốn cho 600 đô một tuần, tại vì 600 đô một tuần á, là làm cho những cái người dân người ta không muốn đi làm trở lại nữa, người ta chỉ muốn ở nhà hưởng tiền thất nghiệp thôi, vân vân vân. Để khi mà người ta ngồi xuống bàn đàm phán với lại bên đảng Dân Chủ đó, thì người ta có thể trả từ từ lên và sẽ dừng lại ở cái mức nào đó mà người ta có thể chấp nhận được, không phải là 600, nhưng mà em chắc chắn cũng không có phải quá tệ tới mức á là chỉ có 100 đô mỗi một tuần, thành ra 400 đô một tháng đâu. Tại vì không thể nào mà nó drop từ 2.400 mà nó drop xuống bụp một cái xuống 400 như vậy đồ. Thì cái này á là
giống như là bên đây muốn 600 thì bên đây trả từ 100 lên, để khi mà vô bàn đàm phán hai bên nó sẽ đi từ từ xuống và sẽ có một cái điểm ở giữa mà hai bên có thể hợp nhau, có thể đồng ý để mà gia hạn cái gói này. Thì có thể là 600 là 100 thì gia hạn ở giữa là sẽ cỡ khoảng 300 tới 350. Đó là ý kiến của An thôi, nhưng mà các bạn hãy cùng với An để ý coi là khi mà tuần sau á, là khi mà ông Mitch McConnell ổng trình lên cái dự luật của bên đảng Cộng Hòa thì coi sẽ như thế nào nha. Tại vì ngày hôm qua đúng ra theo cái schedule, theo cái thời khóa biểu á, thì ông Mitch McConnell phải trình ra một cái bản dự luật của bên đảng Cộng Hòa về cái gói hỗ trợ lần thứ hai này để mà qua tuần sau có thể bắt đầu đàm phán. Nhưng mà hôm qua thì ông này ông chưa có đàm xong nên là ông đã delay, tức là ông đã dời lại qua thứ hai hoặc thứ ba tuần sau. Thì hy vọng là thứ hai, thứ ba tuần sau mình có thể thấy được một cái bản dự thảo hoàn chỉnh của bên đảng Cộng Hòa để mà có thể ngồi xuống đàm phán với đảng Dân Chủ, rồi sau đó là cái gói hỗ trợ lần thứ hai này có thể được thông qua càng sớm càng tốt. Và cái điều tiếp theo nữa là cái vấn đề thứ ba, rất là nhiều người quan tâm, rất là nhiều người để ý và rất là nhiều người chia sẻ trong cái thời gian vừa qua luôn, đó chính là cái gói hỗ trợ lần thứ hai, cái đợt stimulus check lần thứ hai. Thì có rất là nhiều thông tin xoay quanh cái vấn đề này, ví dụ như là cho 1.200 nè, hay là cho 2.000, hay là cho 1.000, rồi cho 1.200 là cho một lần, hay là cho nhiều lần, mỗi một tháng là được 1.200, rất là nhiều luôn. Nhưng mà hôm qua á, là một cái người đại diện chính thức của trên đảng Cộng Hòa, người ta cũng đã thông báo ra đó là người ta sẽ cho gần giống như là cái đợt similar check lần đầu tiên, chứ không có khác ở cái mức income là 40.000 nữa. Tại vì đợt trước á, ông Mitch McConnell ổng nói là no, lần này ổng muốn á, là cái income phải khác ở 40.000 chứ không có cho income lên 75.000 giống như đợt trước nữa. Thì bây giờ sau khi một thời gian thảo luận á, thì người ta nói là bây giờ thay đổi thì phải quá nhiều việc phải làm, nên nó là cứ giống như là cái đợt lần đầu tiên, vẫn là ai là single dưới 75.000 là được full luôn, trên 75.000 tới 99.000 thì cứ mỗi 1.000 mình làm thêm á, thì mình sẽ bị mất 5 đồng trên cái similar check. Rồi một couple thì sẽ là 1.500, là nó sẽ lên tới là 100, couple là 150.000 mà nó sẽ lên tới 199.000 thì sẽ không còn được nữa. Và cái câu hỏi đặt ra mà nhiều người quan tâm nhất hiện nay đó là những cái người dependent thì như thế nào. Tại vì bên đảng Dân Chủ á, khi mà cái HERO Act được thông qua thì người ta muốn á, mỗi người dependent dưới 17 tuổi, trên 17 tuổi đều được 1.200 hết. Nhưng mà theo như những gì mà An thấy được và những cái chia sẻ của những cái nhà lập pháp ở trên đảng Cộng Hòa, ở trên Thượng Viện á, thì người ta vẫn muốn á, là sẽ giữ giống như là cái lần đầu tiên, tức là mỗi người dependent chỉ được $500 thôi. Nhưng mà thay vì á, những người dependent trên 17 tuổi á, trong cái đợt trước á, thì sẽ không được luôn, thì đợt này sẽ được, nhưng mà cũng chỉ là $500 thôi, chứ người ta cũng không có muốn cho nhiều quá 1.200. Thì cái này thì chưa có biết chính xác con số cụ thể, nhưng mà có một điều chắc chắn được á, là Dân Chủ, Cộng Hòa và cả Tổng thống Donald Trump đều ủng hộ cái đợt similar check này lần thứ hai hết. Tại vì Dân Chủ thì người ta cũng muốn cho người dân, còn đảng Cộng Hòa cũng như Tổng thống Donald Trump thì cần phải thông qua cái này để mà có thể lấy phiếu, để mà có thể lấy phiếu của người dân để mà tiếp tục được tái đắc cử trong cái nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Donald Trump đó. Thì đó là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Nhưng mà tất cả những cái này là đều là những cái thông tin xoay quanh và cũng như là những cái thông tin đặc biệt nhất trong tuần vừa qua thôi. Mình vẫn phải đợi coi cuối cùng thứ hai, thứ ba tuần sau ông Mitch McConnell ông sẽ đưa ra cái bản dự thảo, cái bản dự luật như thế nào của bên đảng Cộng Hòa, thì mình mới có thể biết và mình mới có thể phân tích nhiều hơn. Nếu như mà mấy bạn nào ở đây á, hay là mấy anh chị, mấy cô chú biết nhiều thông tin hơn, cũng có thể comment ở dưới cho An biết. Thì ví dụ như là mình giúp đỡ nhau thôi, An biết những cái thông tin gì em chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú, thì ví dụ như mọi người biết cái thông tin gì mới, mọi người cũng có thể comment chia sẻ ở dưới cho em biết nha. Nếu mà các bạn thấy thích á, thì cho em một like, share, subscribe kênh channel của em. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này của em rất là nhiều luôn nha.